Huỳnh Như lại lập cú đúp siêu phẩm, giúp Lanh FC đại thắng, huấn luyện viên phải thốt lên kinh ngạc. Tiền đạo Huỳnh Như đã tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 5-0 của Lanh FC trước Ovanese. Sau trận hòa đáng tiếc trước Famalicão, Lanh FC sẽ bước vào cuộc đối đầu với Ovanese. Đội bóng của Huỳnh Như đã từng gặp đội bóng này trong quá khứ và trong đó có thất bại đáng quên 5 bàn không gỡ vào năm 2019. Ở trận đấu này, Huỳnh Như được điền tên trong đội hình xuất phát. Lanh FC đã nhanh chóng làm chủ thế trận và có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 7. Ngay sau đó 3 phút, Sini nhận được cách biệt cho Lanh FC. Huỳnh Như cũng đã nhanh chóng để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số 3-0 ở phút thứ 13. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã có một cú đúp trong 10 phút sau đó, trước khi mà Balenia đã ấn định tỷ số cách biệt là 5-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đối thủ nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành. Lanh FC cũng không có thêm bàn thắng nào trước lưới của đối phương. Tuy nhiên, Huỳnh Như cùng với đồng đội đã có chiến thắng tưng bừng 5-0. Đây là một chiến thắng thứ hai mà cầu thủ quê Trà Vinh đã ghi một cú đúp cho Lanh FC. Trước đó, Huỳnh Như đã ghi một cú đúp và có một kiến tạo ở trận gặp Famalicão tại giải vô địch Bồ Đào Nha. Huỳnh Như cho thấy khả năng hòa nhập tốt trong môi trường mới. Cũng như chia sẻ mới nhất từ người đại diện, cầu thủ quê Trà Vinh rất hòa đồng, thân thiện, ai nói cũng gật đầu và cười. Đó chính là dấu ấn mà Huỳnh Như đã để lại trong mắt người đồng đội. Ngay sau trận đấu, huấn luyện viên của Lanh FC tỏ rõ sự vui mừng khi thấy tiền đạo của Việt Nam chơi quá hay với 4 bàn chỉ sau 2 trận đá chính. Ông phát biểu, Lanh FC đã có một trận đấu quá hay và đặc biệt là cá nhân Huỳnh Như. Từ ngày cô ấy có trong đội, tôi cảm thấy rõ tinh thần và chuyên môn của toàn đội được nâng cao. Nhận ra Huỳnh Như nên đến đây sớm từ năm ngoái, nếu cô ấy đến sớm hơn thì chúng tôi đã có thể tiến xa hơn nhiều. Đúng như huấn luyện viên của Lanh FC thừa nhận, Huỳnh Như cùng với Phạm Hải Yến và Tuyết Dung đáng lẽ ra sẽ đến Bồ Đào Nha từ năm ngoái. Nhưng vào phút chót thì Huỳnh Như đã có quyết định ở lại. Bên cạnh việc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lý do khiến Huỳnh Như gạt cơ hội sang châu Âu, đó chính là cô muốn chuyên tâm vào mục tiêu giành vé tham dự World Cup cũng như là bảo vệ huy chương vàng ở SEA Games. Và bây giờ, tài năng và bản lĩnh của mình, Huỳnh Như cũng đã thực hiện được mục tiêu kép ấy. Âu cũng là một sự đền đáp ngọt ngào cho tài năng và nỗ lực của cô gái vàng Việt Nam. Sau trận đấu này, Lanh FC sẽ có vài ngày nghỉ ngơi và tiếp tục chạm trán với một câu lạc bộ khác tại vòng thứ 7. Hiện Huỳnh Như và đồng đội đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Như vậy, Huỳnh Như đã ghi 4 bàn thắng cho Lanh FC trong 2 trận đấu gần đây. Và đây là một thành tích thật sự ấn tượng của Huỳnh Như. 4 bàn thắng cũng đã phản ánh sự hòa nhập tốt của Huỳnh Như ở Lanh FC. Cân nhắc, Huỳnh Như đã nhận được danh hiệu ở vòng thứ 6. Cô được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu và cả vòng đấu. Cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam có tên trong đội hình tiêu biểu của vòng 6. Sự khẳng định về tài năng của Huỳnh Như cũng đang mang tới niềm tự hào cho người hâm mộ. Điều đó cũng đã phản ánh sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Như là nữ cầu thủ đầu tiên ra nước ngoài thi đấu nên chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, mục tiêu của Huỳnh Như là phải cố gắng nhiều hơn để thế giới biết tới bóng đá nữ Việt Nam. Như là một giấc mơ của Việt Nam sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn và có thêm nhiều đội bóng nữ tham gia các giải bóng trong nước. Huỳnh Như nói thêm về lý do xuất ngoại. Một năm 2022 trải qua cùng với Huỳnh Như như là những cột mốc mang tính lịch sử. Tấm vé tham dự World Cup nữ 2023, hat-trick vô địch SEA Games và 4 bàn trong 2 trận đấu đầu tiên tại châu Âu. Cô là ứng cử viên nặng ký ở hạng mục nữ vận động viên của năm, nhận giải thưởng chiến thắng 2022. Ngay sau lễ bốc thăm vào bảng Asian Cup 2022, cũng là vòng loại World Cup nữ 2023, không nhiều người tin vào cơ hội của tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như cùng với đồng đội nằm ở bảng đấu khó khăn gặp Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar. Đã thế, dịch Covid-19 tác động tới toàn đội. Hầu hết các cầu thủ đều bị thương và không thể thi đấu. Thậm chí có thời điểm toàn đội đã phải thấp thỏm nguy cơ bị loại nếu như không đủ người và chỉ thở phào vì đã đủ người để thi đấu. Thế nhưng vượt qua quãng thời gian cùng với một chút may mắn, Huỳnh Như và các đồng đội đã đi đến vòng tứ kết. Chính cô gái quê Trà Vinh đã ghi bàn thắng quý giá, ấn định tỷ số 2-2 trước Myanmar. Một trận đấu hòa quá may mắn, đủ để Việt Nam góp mặt ở tứ kết. Thất bại trước Trung Quốc tại vòng 8 đội, song nó lại mở ra nhiều cơ hội tranh vé tham dự playoff tham dự World Cup 2023. Nhất là trong bối cảnh hai đối thủ Thái Lan, Đài Loan bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và trận playoff đầu tiên của Thái Lan. Đội trận ma thuật của Huỳnh Như đã mở tỷ số với pha điện bóng chuẩn xác, từ đó mở ra chiến thắng 2-0. Sau đó, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Đài Loan để lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup. Ở đó, Huỳnh Như là đầu tàu của đội tuyển Việt Nam và cả một điểm tựa tinh thần về chuyên môn cho toàn đội. Huỳnh Như tới với Lanh FC với bản hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. Trước Huỳnh Như, Hồng Nhung đã sang Thái Lan thi đấu. Họ là hai nữ cầu thủ tiền phong cho việc xuất ngoại của bóng đá nước nhà.
Khác với đồng nghiệp Hồng Nhung, Huỳnh Như đã khẳng định được tên tuổi và tạo dựng vị thế ở sân chơi quốc tế. Cô được đội bóng của Bồ Đào Nha liên hệ vào năm 2020 cùng với Phạm Hải Yến và Tuyết Dung. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các cầu thủ của Việt Nam chưa thể sang châu Âu thi đấu. Và thời điểm hiện tại, Huỳnh Như đã tạo nên một cột mốc lịch sử. Nói tới tài năng, giá trị chuyên môn cùng với các danh hiệu, đặc biệt trong năm 2022, Huỳnh Như liên tiếp gặt hái được nhiều thành tích. Sau thành tích tham dự World Cup 2023, tới tháng 5, sau gần 2 thập kỷ, SEA Games đã quay trở lại Việt Nam và Huỳnh Như cùng với đồng đội đã có thêm một cột mốc lịch sử. Huỳnh Như đã trải qua một vòng đấu tương đối là lặng lẽ. Đội nhà ghi tới 9 bàn thắng vào lưới của Philippines và Campuchia, nhưng chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam lại không một lần lập công. Với chân sút có hiệu suất ghi bàn sấp xỉ mỗi bàn trên một trận như Huỳnh Như, đã quá rõ ràng là điều mà chính mà cô gái tự cảm thấy không hài lòng. Nhưng như người ta vẫn nói rằng, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Đến giai đoạn knockout, khi mà đồng đội khác không thể ghi bàn, Huỳnh Như lại lên tiếng. Trước Myanmar, đó là một pha chọn vị trí và đánh đầu chính xác từ quả phạt của Tuyết Dung. Còn trước Thái Lan, đó là một pha thoát xuống và nhận đường truyền của Dương Thị Vân qua cầu thủ là Mon Borsing trước khi ghi bàn vào lưới trống. Cả hai trận thì Việt Nam đều thắng và hiểu rõ ràng Huỳnh Như là một ngôi sao sáng nhất. Cách mà đội tuyển nữ Thái Lan đè Philippines, đối thủ của chúng ta, phải vất vả lội ngược dòng tại vòng bảng đến 3-0 ở vòng bán kết khiến cho không ít người nghi ngại về chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng của thầy trò Mai Đức Chung. Thế nhưng ông đã cho thấy sự thông thái của mình. Chẳng hạn như là không để Tuyết Dung đá phạt góc thường xuyên, sử dụng những cầu thủ như Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Vạn ở vai trò ngòi nổ. Chỉ có một điều không thay đổi, Huỳnh Như vẫn là đầu tàu trên hàng công và với đẳng cấp, bản lĩnh kinh nghiệm của mình, cô đã không khiến ông phải thất vọng. Khả năng di chuyển thông minh, nhãn quan chiến thuật sắc sảo và sự quyết đoán là những yếu tố giúp Huỳnh Như trở thành một mối lo thường trực của Thái Lan. Hơn 3 tháng sau khi mà sút tung lưới của Thái Lan ở vòng playoff giành vé tham dự World Cup, Huỳnh Như tiếp tục khiến cho đội bóng này nếm chờ đắng. Pha lập công vừa rồi là bàn thắng thứ 52 của Huỳnh Như sau 59 trận đấu khoác áo của đội tuyển quốc gia. Tất nhiên, cô vẫn đang là chân sút hàng đầu của đội tuyển nữ Việt Nam. Và xếp trên là Tuyết Dung, Phạm Hải Yến và chỉ 5 bàn nữa, Huỳnh Như sẽ cân bằng kỷ lục 57 bàn của Lưu Ngọc Mai. Những màn trình diễn trước Myanmar, Thái Lan mới đích thị là diện mạo của cầu thủ giành quả bóng vàng nữ lần thứ tư trong sự nghiệp. Đó là diện mạo của cầu thủ hay nhất giải vô địch quốc gia, cúp quốc gia. Riêng ở giải vô địch quốc gia, Huỳnh Như cũng đã trở thành vua phá lưới với 9 bàn thắng. Đấy là tấm huy chương vàng SEA Games thứ 3 liên tiếp của Huỳnh Như, một thành tích vô tiền khoáng hậu. Những thành tựu đó giúp cho Huỳnh Như trở thành ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng nữ vận động viên của năm danh cúp chiến thắng 2022, một giải thưởng uy tín của giới thể thao Việt Nam.